Đường dài và cát nó rất là tơi, có bay đua hơn 10 cây số, dẫn đến độ khó cho các vận động viên. Đến với giải đua lần này thì ban tổ chức là làm ra những cái đường đua dài và khó khăn cho đội đua, là xe bị hư và phải khắc phục, không cho thời gian sửa chữa thì mình phải khắc phục một cách nhanh nhất. Bên Tân Kim Phúc cũng hỗ trợ cho mình khá là nhiều về mặt kỹ thuật và thay mâm lớp. Thì khi mà ra đây xe có phát sinh những vấn đề gì đó, thì mình đều có thể xử lý nhanh được và được hỗ trợ tối đa từ bên General Tire. Tân Kim Phúc là một doanh nghiệp đã hoạt động tại Bình Định hơn 35 năm, hoạt động về các lĩnh vực về lốp xe, tất cả về động cơ, về truyền động và gầm. Thì hiện tại Tân Kim Phúc đã cung cấp hơn 10 nhãn hàng khác nhau, đặc biệt là lốp chuyên về địa hình cho lốp General. Mình sử dụng General rất là nhiều và lâu rồi, và mình thấy tin tưởng được để đem vào cái sân đua, cái giải đua lần này. Lốp General là một hãng lốp rất là nổi tiếng tại châu Âu, Mỹ. Lốp General là giúp cho các loại xe off-road bám đường tốt, chịu trọng lượng tốt, chịu nhiệt tốt trên đường đua. Nói về cái lớp General này thì nó giúp cho mình rất nhiều ở cái giải đua này. Khi mình di chuyển trên đường trường á, rất là ok, êm ái, không bị ù, không bị hú. Khi vô đường đua á, thì cái mà nó giúp cho mình nhiều nhất đó là cái độ bám đường trên địa hình cát. Đầu tiên cảm giác của mình là mình thấy nó rất là ổn. Cái xe nó chạy rất là mà nhẹ nhàng. Từ khi mình sử dụng Venero, mình rất là tự tin để vượt mọi địa hình, từ đường sình lầy và đường cát, mọi khó khăn mình đều có thể vượt qua. Mình rất tự tin vào cái lớp mình đang sử dụng. Tại vì mình rất thích cái địa hình ở cái địa phương này. Hy vọng những năm sau giải Quy Nhơn vẫn sẽ tổ chức thường niên hàng năm. Và chúc cho các vận động viên hoàn thành tốt bài thi của mình. Bình tĩnh và an toàn là tuyệt đối.